Chào cả nhà nha, bữa nay thì mình chia sẻ cho cả nhà cái công thức khoa bột chiên chuối mới nữa nè. Cái công thức này thì miếng chuối rất là giòn và xốp, không có bị cứng. Cách khoa bột này thì cũng rất là đơn giản. Nếu mà các bạn thích cái món chuối này thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm cái món chuối chiên này với mình nha. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi pha bột. Mình có 100g bột gạo. Và đây là 2 muỗng ăn canh bột mì. Bây giờ mình sẽ cho vô luôn. Bột bắp mình có 1 muỗng ăn canh. Năm mươi gram đường. Nếu mà các bạn thích ngọt thì mình cũng có thể cho thêm nha, và mình không thích ngọt thì mình bớt lại. Và đây là trái tắc nè, mình sẽ vắt nước để mình pha chung với bột luôn. Một trái tắc thì mình vắt ra mình lấy được một muỗng, mình bỏ hạt. 300ml nước. Rồi bây giờ thì mình sẽ gây bột lại nha. Khi mà mình đánh bột gần tan hết thì mình sẽ gây lại để cho bột thật là mịn. Nếu mà đường chưa tan thì mình cho vô cái gây như vậy, mình đánh thì sẽ mau tan hơn á. Để cho màu đẹp thì hôm nay mình sẽ sử dụng là nước màu nha. Nước màu dừa này mình thắng từ nước dừa tươi á. Mình cho một cái lượng ít vừa đủ thôi vậy đó. Rồi mình cho bao nhiêu thì mình thấy cái màu được rồi nè. Và đây là mè đen nè. Mình sẽ cho vô đây một ít. Nếu mà các bạn có thích thì mình cho vô nha. Còn không có thì mình khỏi cho cái phần mè đen này cũng được. Rồi thì bột mình đã xong rồi, bây giờ mình để đây, mình sẽ đi lọc chuối. Chuối này thì chuối sim đen nè. Các bạn chọn những cái trái chuối vừa chín tới như vậy, đừng có mùi quá. Nếu mà trái chuối mùi quá thì cái miếng chuối đó nó sẽ mềm và chiên nó không có được giòn lâu á. Thường thì mình chiên thì mình chọn chuối sim đen thì nó sẽ ngọt hơn là chuối sim trắng. Chuối sim trắng thì nó có cái vị nó hơi có hậu chua một tí. Mà ở chỗ mình thì dường như là ai cũng trồng chuối sim đen không à. Cho nên mình mua thì mình cũng mua được chuối sim đen chứ không có chuối sim trắng. Mình chiên bao nhiêu thì mình lột bao nhiêu thôi nha. Với cái lượng bột này thì bữa nay mình sẽ lột 4 trái nè. Tại vì mình sẽ cắt ra làm đôi á. Cái chuối này thì cũng hơi lớn nè. Mình cắt ra làm đôi để cái miếng chuối gọn gọn thì ăn nó không có bị ngán. Lột chuối xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi ép nha. Mình chiên bao nhiêu thì mình ép bao nhiêu thôi, khi nào hết thì mình hay ép nữa. Mình ép nhiều quá mà mình ngâm trong bột thì cái miếng chuối rất là mềm luôn. Thì nó sẽ bớt cái độ giòn á, cho nên mình chiên bao nhiêu thì mình ép bao nhiêu thôi.
cái mâm bột của mình đó thì hôm nay mình để được 4 miếng. Rồi mình chiên hết đó thì mình sẽ ép thêm. Bữa nay thì mình có dùng một cái chai như gì nè, mình cắt. Mình làm cái khuôn để mình múc chuối lên mình chiên ha. Cái chai này là cái chai nước ngọt nè. Mình cắt khoảng nửa chai như gì nè. Xong rồi mình cắt vòng theo cái chai. Mình cắt như vậy thì mình xài được khoảng 3-4 lần. Còn cái bẻ chuối thì mình chỉ xài một lần thôi ha. Còn nếu mà các bạn mà bạn chuyên nghiệp á, thì người ta có cái khuôn bằng cái miếng thiết á, người ta múc lên nó dễ hơn. Còn mình không có chuyên nghiệp á, thì mình làm gì thì mình chiên cũng được rồi. Rồi chuối đâu ép xong rồi, bây giờ mình sẽ qua mình bắt cái chảo dầu để chiên nha. Dầu lúc này thì lên tim như gì là mình cho chuối vô chiên được rồi nè. Các bạn đừng có để dầu nóng quá. Nếu mà dầu nóng quá thì miếng chuối mình để vô dễ có bị áp đó. Vừa lên tim như vậy là mình thấy vậy là mình chiên được rồi. Để chuối vô thì các bạn để cho ráo mặt bột thì mình thả chở nha. Khi mà chiên chuối thì các bạn để lửa lớn nha, để cho miếng chuối đỡ hút dầu á. Nếu mà mình cho lửa nhỏ thì miếng chuối hút dầu đó, rất là ngán luôn. Khi mà miếng chuối vừa vàng gì là mình gắp ra để mình thấm bột. Bữa nay thì mình thấm 3 lần bột nha, để cái miếng chuối của mình nó được giòn, xốp và ngon. Nếu mà các bạn thích miếng chuối mình giòn nhiều hơn thì bây giờ lúc này nè, mình sẽ gấp ra mình thấm thêm một lần bột nữa nha. Rồi thì chuối vàng gì là mình gấp ra được rồi nè. Rồi đây là chuối chiên mình đã chiên xong rồi đây cả nhà ơi. Còn nóng hổi luôn nè. Mà miếng chuối rất là giòn luôn, giòn rụm luôn. Bây giờ mình sẽ bẻ bên trong thử. Ồ quá chừng, miếng chuối bọng luôn cả nhà ơi kìa nè. Phồng tròn vo luôn ha, mà bên trong coi nè, bọng coi nè. Xốp xộp luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng dùng chiếc viên với mình nha. Giòn mà thơm nữa. Thơm cái mùi mè nè. Cái lượng đường này thì cũng vừa, không có quá ngọt nha cả nhà. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt nhiều thì mình cho thêm đường nha. Còn như mình như vậy là mình thấy được rồi nè. Mè thì thơm, quá chừng thơm luôn. Miếng nào cũng vậy cho cả nhà ơi. Giòn mà xốp xộp luôn nè. Mình bóp nè. Mình bóp nghe gạo gạo là mình biết là giòn tới cỡ nào luôn rồi đó. Với cái lượng bột hồi nãy thì mình chiên hết thảy là được 8 miếng đó cả nhà. Mà chuối này thì mình cắt ra làm đôi nha. Tại vì cái trái chuối cũng hơi lớn đó, mình cắt ra làm đôi. Nhưng mà nhà mình khoảng chừng
ba bốn người là mình chiên bao nhiêu là đủ ăn rồi đó. Cũng rất là dễ chiên ha. Chiên thì cũng nhanh nữa, mà công thức pha bột này thì cũng rất là đơn giản. Mình vừa chia sẻ đến các bạn cái công thức pha bột chiên chuối này đó. Nếu mà các bạn thích cái công thức này thì bữa nào các bạn làm thử nha. Rồi bây giờ mình xin tạm dừng video và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.